Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay sẽ gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Kịch tính, Nga có biến, Putin chạy trốn, Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng như đang ngồi trên đống lửa. Kính thưa quý vị, Bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay xin gửi đến quý vị những thông tin cực nóng liên quan đến số phận của kẻ độc tài Putin khi giờ đây đang phải đối mặt với mối hiểm họa do chính mình tạo ra. Sau khi đã gieo rắc nhiều tội ác lên trên người dân và quân đội tại nước láng giềng Ukraine, ngày tàn bạo của bạo chúa sắp đến gần dành cho Putin. Điều này cũng đang khiến cho Tập Cận Bình, Kim Jong-un và Nguyễn Phú Trọng như đang ngồi trên đống lửa, mất ăn, mất ngủ, không biết số phận của mình rồi sẽ ra sao. Diễn biến của sự kiện một chỉ huy lính đánh thuê, nổi loạn, đang đe dọa, masker. Làm cho ông Putin phải thay đổi chỗ ở liên tục, ra sao vì sợ hãi. Mời quý vị cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình Thời sự Tổng hợp ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, theo các nguồn tin thu thập chúng tôi có được biến cố đang xảy ra tại Nga, được biết là do Tổng thống Nga Putin nuôi nấng, dung dưỡng và tạo điều kiện cho một tên tội phạm, du côn, trở thành một thứ mafia, oligarch của nước Nga, dân chủ độc tài kiểu Putin. Bigozin giàu có khát tiếng với quyền lực được bảo kê và che chở một cách không chính thức bởi ông chủ điện Kremlin. Đến độ thành lập ra, đội quân đánh thuê khắc máu nơ thay mặt quân đội Nga và Putin ra tay thảm sát dân thường tại Syria, Trung Đông và Châu Phi, Mali nhằm thiết lập sức mạnh và sự ảnh hưởng của nước Nga tại các mảnh đất này. nơ và bọn lính đánh thuê của Bigozin cũng đã phạm những tội ác chiến tranh đối với người dân Ukraine trong cuộc xâm lược quốc gia này. Putin luôn tỏ ra nhập nhằn và mơ hồ khi nói về Quayner và Bigozin nhưng rõ ràng ông ta sử dụng Bigozin như một công cụ để tiến hành gián tiếp chiến tranh và phạm những tội ác chống lại loài người tại Ukraine. Nhưng Putin quên rằng Bigozin cũng là một tên du côn khét tiếng và mang nhiều tham vọng, không thua kém gì một nhân viên KGB như ông ta. Sau những chỉ trích xa gần về quân đội chính thống cũng như Bộ trưởng Quốc phòng và các tướng lĩnh Nga, giờ đây Bigozin đã trực diện lên án và đe dọa Putin đơn giản chỉ là đe dọa hay muốn đối đầu quân sự với Putin. Bigozin ham he đem quân về Moscow. Điều chưa từng xảy ra trong lịch sử cận đại nước này, ngoại trừ lần duy nhất vào năm 1941. Putin gọi Bigozin là kẻ phản bội và hứa sẽ trừng trị tích đáng những kẻ phản bội trên. Lẽ ra phải đồng lòng gây chiến với Ukraine. Nay mối đe dọa nội chiến tại là một kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra. Putin hay Bigozin đều là những kẻ mang nhiều tham vọng quyền lực ngông cuồng. Cả hai đều mang lại những định mệnh đen tối cho nước Nga đương đại. Giờ chỉ có một và duy nhất một có thể tồn tại để tiếp tục gây tội ác chiến tranh. Nước Nga của Putin đã tự làm cho mình suy yếu và cô lập khi xâm lược Ukraine. Giờ họ lại còn tự thiêu hủy họ, tự đào mồ chôn cho chính họ khi gây chiến lẫn nhau. Đã có những thông tin cần được kiểm chứng cho rằng có những máy bay của Liên bang Nga đã cất cánh rời Moscow để về St. Petersburg. Hàng trăm chiến xạ của Quayner đang tiến về Moscow. Liệu đó có phải là những dấu hiệu về những biến cố quân sự quan trọng sẽ diễn ra trong vòng 48 giờ tới trong bộ sậu cầm quyền của Putin? Nếu đúng, đó có lẽ là một kịch bản không ai lường trước về bối cảnh chính trị và quân sự của một nước Nga hôn tàn nhưng gệu rã trong một cuộc xâm lược phi nhân nuôi ông tay áo là thế dung dưỡng tội ác thì một ngày sẽ phải trả giá khi chính mình cũng tàn bạo không kém độc tài, đội lốt, dân chủ như Putin có ngày phải trả giá cho chính những sai lầm và tội ác của chính mình nước Nga sẽ ra sao trong 48 giờ nữa khi người Nga đang gây chiến với nước Nga ai còn ai mất Putin hay Bigozin. Bất luận kết cục ra sao, bàn cờ cuộc chiến Ukraine và nội tình nước Nga dứt khoát sẽ phải thay đổi nhiều, rất nhiều và theo một chiều hướng không mấy lạc quan. Trong lúc này, Nga mở cuộc điều tra hình sự đối với người đứng đầu tập đoàn Quayner về cáo buộc đe dọa lật đổ Bộ trưởng Quốc phòng, chủ sở hữu của công ty dịch vụ quân sự tư nhân Quayner hôm thứ Sáu, đã thách thức trực tiếp đến Điện Kremlin kêu gọi một cuộc nổi dậy vũ trang nhằm lật đổ Bộ trưởng Quốc phòng Nga. Các tổ chức an ninh Nga đã phản ứng ngay lập tức bằng cách mở một cuộc điều tra hình sự đối với Zegani Bigozin. Bigozin đã đăng một loạt video và các đoạn ghi âm, trong đó ông giận dữ cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã ra lệnh tấn, tấn công bằng tên lửa hôm thứ Sáu vào các trại giả chiến của Quayner ở Urena, nơi quân đội của ông đang chiến đấu thay mặt cho Nga. Bigozin cho biết quân đội của ông giờ đây sẽ trừng phạt Shoigu trong một cuộc nổi loạn vũ trang và kêu gọi quân đội Nga không kháng cự. Đây không phải là một cuộc đảo chính quân sự mà là một cuộc tuần hành vì công lý, Bigozin tuyên bố. Ủy ban chống khủng bố quốc gia, trực thuộc cơ quan an ninh liên bang cho biết. Bigozin sẽ bị điều tra về tội kêu gọi nổi dậy vũ trang. Hãng thông tấn nhà nước TASS cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã được thông báo về việc này. Binh sĩ của Wagner đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến của Nga ở Ukraine, thành công trong việc chiếm thành phố Bamut, nơi diễn ra những trận chiến đẫm máu và lâu dài nhất của cả cuộc chiến. Bigozin thường xuyên chỉ trích giới quân sự Nga cáo buộc họ quá kém cỏi và đã không cung cấp đủ vũ khí và đạn dược cho quân đội của ông. Nhưng những cáo buộc và lời kêu gọi nổi dậy vũ trang hôm thứ Sáu, 23 tháng 6 của ông là một thách thức trực tiếp hơn. Bộ Quốc phòng Nga yêu cầu tất cả các nhà thầu quân sự ký hợp đồng với họ trước ngày 1 tháng 7. Nhưng Bigozin, người có mối thù với Bộ Quốc phòng từ nhiều năm trước, đã từ chối tuân thủ trong một tuyên bố được đưa ra vào cuối ngày thứ sáu piguzin nói rằng ông sẵn sàng tìm một thỏa hiệp với bộ quốc phòng nhưng họ đã lừa dối chúng một cách xảo quyệt piguzin nói hôm nay họ đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa vào các trại ở hậu phương của chúng tôi và một số lượng lớn đồng đội của chúng tôi đã thiệt mạng piguzin tuyên bố rằng shoigu đã đích thân đến trụ sở quân đội nga ở thành phố phía nam Gusto Ondon để chỉ đạo cuộc tấn công vào Quayner và sau đó bỏ chạy một cách hèn nhát. Thằng cặn bã này sẽ bị ngăn chặn, ông nói, ám chỉ sôi Cái ác do giới lãnh đạo quân sự của Nga bày ra phải bị ngăn chặn. Bigozin hét lên trong video, thúc giục quân đội không đưa ra bất kỳ sự kháng cự nào đối với quân Quayner khi họ hành động để khôi phục công lý trong những diễn biến khác về tình hình chiến sự Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi các quốc gia khác chú ý đến cảnh báo rằng Nga có thể đang lên kế hoạch tấn công một nhà máy điện hạt nhân bị chiếm đóng để gây ra thảm họa phóng xạ. Các thành viên trong chính phủ Ukraine thông báo cho các đại diện quốc tế về mối đe dọa có thể xảy ra đối với Nhà Trắng điện hạt nhân, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia nơi có 6 lò phản ứng đã ngừng hoạt động trong nhiều tháng. Zelensky nói rằng ông mong đợi các quốc gia khác đưa ra tín hiệu thích hợp và gây áp lực lên Moscow. Nguyên tắc của chúng tôi rất đơn giản, thế giới phải biết những gì quân chiếm đóng đang chuẩn bị làm. Mọi người hiểu biết đều phải hành động. Zelensky nói vào cuối ngày thứ năm, 2 tháng 6. Thế giới có đủ sức mạnh để ngăn chặn bất kỳ sự cố bức xạ nào, chứ đừng nói đến một thảm họa bức xạ. Người phát ngôn Điện Genlin đã phủ nhận mối đe dọa đối với nhà máy đến từ quân đội Nga. Khả năng phóng xạ, gây chết người đã trở thành mối lo ngại kể từ khi quân đội Nga xâm chiếm Urena vào năm ngoái và chiếm giữ nhà máy Zaporizhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử của Liên Hợp Quốc dành nhiều tháng cố gắng đàm phán về việc thiết lập một vành đai an toàn để bảo vệ cơ sở khi các khu vực lân cận bị pháo kích nhiều lần nhưng đã không thành công. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc gia lưu ý hôm thứ Năm rằng tình hình quân sự ngày càng trở nên căng thẳng, trong khi một cuộc phản công của Ukraine đang được tiến hành trong tháng này diễn ra ở tỉnh Zaporizhia, nơi đặt nhà máy cùng tên ở khu vực lân cận của tỉnh Donetsk. Mặc dù lò phản ứng cuối cùng trong số 6 lò phản ứng của nhà máy này đã ngừng hoạt động vào mùa thu năm ngoái để giảm nguy cơ gò rỉ, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng việc giải phóng phóng xạ vẫn có thể xảy ra nếu hệ thống giữ cho lỗi của lò phản ứng và làm mát nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng bị mất điện hoặc mất nước. Trong nhiều tháng giao tranh, Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau về việc bên nào làm gia tăng nguy cơ rò rỉ đối với nhà máy này. Hôm thứ Sáu, Tổng Giám đốc IAEA Gefell Mariano Gossi gặp người đứng đầu tập đoàn hạt nhân nhà nước Nga Gosatom tại vùng tách rời Kaliningrad của Nga để thảo luận về các điều kiện tại nhà máy. Giám đốc Gosatom Alexei Lykachy và các quan chức khác nhấn mạnh rằng Họ hiện mong đợi các bước cụ thể từ cơ quan của Liên Hợp Quốc để ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy và lãnh thổ lân cận. Một tuyên bố từ Tập đoàn Nga, nơi có các bộ phận xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân. Đầu tuần này, các quan chức Ukraine cáo buộc Nga khai thác hệ thống làm mát của nhà máy, vốn đã bị đe dọa do vụ vỡ đập hồi đầu tuần, khiến nước trong hồ chứa mà nhà máy sử dụng đã bị cạn kiệt ở những nơi khác phía nam tỉnh Zaporizhia, thống đốc Yuri Malasko báo cáo hôm thứ Sáu rằng các cuộc pháo kích của Nga đã giết chết hai người trong ngày hôm qua và tại tỉnh Kherson, thống đốc Oleksandr Gokudin cho biết một cuộc tấn công của Nga nhằm vào một công ty vận tải ở trung tâm tỉnh đã giết chết ba người. Nga cũng đã bắn 13 tên lửa hành trình trong đêm vào một sân bay quân sự ở phía tây tỉnh Khmelnytsky nhưng lực lượng phòng không ukraine đã đánh chặn tất cả theo lực lượng không quân ukraine vụ tấn công diễn ra sau khi các quan chức do nga chỉ định nói rằng các tên lửa do ukraine bắn đã làm hư hại một cây cầu đóng vai trò là đường tiếp tế quan trọng tới các khu vực bị chiếm đóng ở miền nam ukraine các bức ảnh cho thấy quân nga đã dựng một cây cầu phao để làm đường tránh các nhà chức trách ukraine cho biết các binh sĩ nga đã tấn công ẩn nấu trong một nhà máy rượu cũ gần đó ở Hanichi. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASF đưa tin, hai người đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Các tên lửa KH-101 và KH-555 phóng từ trên không của Nga được bắn từ biển Caspi. Lực lượng không quân cho biết, không quân Nga không xác định sân bay mục tiêu nào, nhưng Ukraine có một căn cứ không quân gần thị trấn Stagokosteneni của khu vực Kemensky. Căn cứ này chứa máy bay chiến đấu và máy bay ném bom. Cách đây 5 năm, đã tổ chức một cuộc tập trận với các binh sĩ không quân từ Hoa Kỳ, Ukraine và bảy quốc gia châu Âu. Căn cứ này từng bị Nga tấn công trước đây, kể cả, cả trong tháng trước. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia hôm thứ Sáu cho biết, Nga đã tăng cường lực lượng phòng thủ ở miền nam Ukraine để đối phó với cuộc phản công sớm và tăng cường nỗ lực chiếm thêm đất ở phía đông. Khi được hỏi liệu các cuộc tấn công ban đầu của quân đội Ukraine có tạo tiền đề cho một cuộc tấn công lớn hơn hay không, Malia nói Chúng tôi vẫn chưa thấy các sự kiện chính và đòn đánh chính và trong tương lai một phần binh sĩ dự trữ sẽ được tung vào trận chiến. Quân Ukraine cho đến nay chỉ giành được những thắng lợi nhỏ ở tỉnh Zaporizhia một trong bốn khu vực mà Tổng thống Nga và Demi Putin sáp nhập bất hợp pháp hồi năm ngoái. Putin đã cam kết bảo vệ các khu vực được coi là lãnh thổ của Nga. Yeltsin nói rằng quân Ukraine đang chiến đấu để buộc quân Nga rời khỏi những khu vực đó, cũng như rời khỏi bán đảo Crimea, nơi Moscow sáp nhập bất hợp pháp vào năm 2014 và đang sử dụng làm tuyến đường tiếp tế và tập hợp quân trong cuộc chiến kéo dài 16 tháng qua nếu cuộc phản công này có thể phá vỡ tuyến phòng thủ của Nga ở phía Nam, quân Ukraine có thể cố gắng tiến sát đến hai thành phố cảng bị chiếm đóng trên biển Azov và phá vỡ cây cầu đất liền của Nga tới bán đảo Crimea. Trong một diễn biến liên quan, pháo phản lực Ráp của Nga liên tiếp bắn đạn về phía đoàn xe chở đạn dược Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công được thực hiện với sự phối hợp giữa. Hệ thống pháo phản lực, phóng loạt rác và các UAV, Zala và Supercam thực hiện. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng pháo binh thuộc quân khu miền Trung đã tấn công một nhóm quân và một đoàn xe của Ukraine đang vận chuyển đạn dược đến Ghazni Liman. Cuộc tấn công được thực hiện với sự phối hợp giữa hệ thống pháo phản lực phóng loạt rác và các UAV Zala Supercam sau khi vào vị trí khai hỏa, các quân nhân nhanh chóng triển khai hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-21 RAD và nhắm vào mục tiêu. Sau đó liên tiếp bắn đạn vào một nhóm quân nhân, xe bọc thép hạng nhẹ cũng như đoàn xe tải Ukraine đang vận chuyển đạn dược ở khoảng cách hơn 15 km, Bộ Phòng Nga cho biết. MLES RAD là hệ thống pháo phản lực phóng loạt hiệu quả cao, có khả năng bắn tới 40 tên lửa trong một loạt đạn. Các tên lửa có thể được trang bị các loại đầu đạn khác nhau, bao gồm đầu đạn nổ mạnh, đạn gây cháy và đạn phân mảnh. Diễn biến bất ngờ của Quayner Bộ ngoại giao nga cảnh báo phương tây. Một quan chức cấp cao Mỹ cho rằng việc lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Quayner, Eugenie Bigozin dừng cuộc tiến công vào Moscow là bí ẩn. Quan chức cấp cao này nói với đài ABC News rằng ông Bigozin đang ở trong trạng thái dễ xúc động. Có lẽ ông Bigozin dừng cuộc tiến công vì lo rằng chuyện này sẽ hủy diệt nước Nga hoặc vì ông ấy thoáng thấy kết cục của chính mình. Quan chức này cũng cho biết lời của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã rất hữu hiệu. Khi nói với ông Bigozin và Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, cả hai đều là những người yêu nước và cùng chung mục tiêu, quan chức Mỹ nói thêm. Về phía Bộ Ngoại giao Nga, cơ quan này tuyên bố bất kỳ nỗ lực nào của các quốc gia phương Tây nhằm lợi dụng tình hình trong nước Nga để đạt được các mục tiêu bài Nga sẽ vô ích. Lời cảnh báo nêu trên của Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra trước khi lực lượng quay nơ bất ngờ lưu quân đêm 24 tháng 6. Đài LST trích dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga Âm mưu nổi dậy vũ trang diễn ra ở đất nước chúng tôi đã gây ra sự phản đối gay gắt trong xã hội Nga, vốn kiên quyết ủng hộ Tổng thống Nga và Dmitry Putin. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh khát vọng phi lưu của những kẻ chủ mưu trên thực tế là nhằm gây bất ổn tình hình ở Nga và phá hủy sự đoàn kết của chúng tôi. Chúng tôi cảnh báo các nước phương Tây về bất kỳ gợi ý nào về việc lợi dụng tình hình trong nước của Nga để đạt được các mục tiêu bài Nga của họ những nỗ lực như vậy là vô ích và sẽ không tìm thấy phản ứng ở nga hoặc giữa các lực lượng chính trị lành mạnh ở nước nga